Chào bà con, chào các bác. Hôm nay Phương bò về hai cặp bò mới. Cặp bò hàng khung tảng nhé. Những cặp bò này thì thực sự các bác chăn về nuôi thêm vỗ béo rất là nhanh và nhanh thu nhập. Đấy, vì những cặp bò này nó vừa tiền, rất là dễ nuôi. Gia đình người ta là tính chất là đi chăn thả ngoài đồng, đâm ra là nó không được mập cho lắm. Về các bác mà chăn nuôi hẳn hoi và vỗ béo, tẩy sán này trước vào cám bã đầy đủ là sẽ rất là ok luôn. Đây em xin review chi tiết các bác xem từng cặp nhé. Đây, cặp đầu tiên này là cặp bò 3B nhé, đẻ lứa đầu tiên. Đấy, những dòng này thì các bác nuôi thì biết rồi, rất là hay ăn, dễ chăm sóc. Đây, con mẹ này khung tảng rất là to nhé. Đây con con này. Con con này là lứa đầu tiên cho nên là gia đình là hốt nó khó đẻ, cho nên là cho thụ tinh đến là dòng 3B, nó thuộc về tinh lội nhé, thế là nó không được đẹp cho lắm, nhưng mà các bác nuôi to lên các bác bán thịt. Đấy. Còn con mẹ thì khung tảng rất là to luôn. Đấy, con con này là được gần 2 tháng này. Đấy. Con mẹ thì về các bác chăm tốt một chút đấy là lên giống luôn nhé. Đấy, cặp bò khung tảng rất là to và em thấy nó cũng rất là hợp lý, dễ nuôi. Cặp bò này các bác nuôi thì là rất là lợi vì là nó giá cả nó hợp lý. Cặp bò này có giá là bằng 40 triệu này. Đấy, giá rất là ok luôn nhé. Tiền nào của đấy nha các bác nhé. Đấy, khung tảng rất là to luôn. Về các bác chăm khoảng độ thời gian này con đó, được độ em cứ tính 15-16 triệu thôi, không tính nhiều. Thì là còn con mẹ này nó rất là ít tiền và các bác bắn tinh vào thì nó rất là ok luôn. Vì nó đã đẻ một lứa rồi thì rất là dễ chăm sóc. Bác nay mai nó đã đẻ thuần rồi thì rất là ok luôn nhé. Đấy. Cặp bò này là cặp bò thứ hai nhé. Em giới thiệu chi tiết cho các bác xem này. Đây, cặp bò này là đẻ sang lứa thứ ba nhé. Đây. Lối rất là thuận nhưng vì điều kiện gia đình là chăn nó rất là kém. Đây con này. Con này là dòng lốt hổ nhé. Đấy. Thì điều kiện gia đình chăn rất là kém cho nên là con nó không được mập. Cám về các bác chăn cám hẳn hoi vào thì nó rất là đẹp luôn nhé. Đây con mẹ của nó này. Đấy, lối rất là thuận luôn. Đây, từ chân móng của nó này, đuôi dài nhé. Đấy. Đấy, cặp bò này thì em mua hai cặp bò này là của một nhà vì gia đình người ta chăn nó rất là kém cho nên là nó khung xác thì rất là to luôn. Đấy, hàng lớn nhá. Đấy, chân móng rồi trái mình rất là thuận luôn. Nếu bò này các bác chăm béo lên là rất là đẹp. Đấy, cặp bò này thì có giá là bằng 36.500.000 nhá. Đấy, bác nào mà yêu thích loại nào thì liên hệ trực tiếp cho em này. Giá rất là ok luôn. Đây con mẹ này nhá, mẹ lai sim này. Đấy, con này là chiều cao nó rơi tầm cửa là 1m. 1m gần 1m3 nhá. Đấy, khung tảng rất là lớn luôn. Đây con nó đây. Đi. Đấy, dòng lốt hổ nhá. Đấy, các bác nuôi nay mai là rất là nhanh thu hồi vốn. Những cái cặp bò như này em thấy nó rất là hợp lý luôn. Đấy, cả cặp có 36.500.000. Đấy, tiền nào của đấy nha các bác nhé. Những cặp bò này thì về các bác nuôi khoảng thời gian nữa con B nó cứ được 10 các bác cứ nuôi tầm 16-17 triệu các bác bán. Thì còn con mẹ nó rất là ít tiền. Con mẹ này là vậy nhưng rất là mắn luôn nhé. Gia đình lại lấy thụ tinh được được gần chu kỳ, gần qua chu kỳ rồi nhé. Đấy, lối rất đẹp.
em review rất là chi tiết để cho các bác nắm được này. Đây, con này là chiều cao nó rơi tầm cửa là 1m25 nhé. Đấy. Dòng pha lai sim nùn, đẻ sang lứa thứ 3. Đấy, và mới thụ tinh là lứa thứ 4 nhé. Đây, con đã được này. Đấy. Dòng lốt hổ. Đấy, còn cặp bò 3B này thì rất là ok luôn, khung tảng lớn này, đẻ lứa đầu tiên. Đây con con nó này. Đấy. Cặp bò này thì nó thật sự các bác một câu là nếu như hai cặp bò này về các bác chăn cám hẳn hoi và nuôi rất là nhanh lớn luôn. Em khẳng định luôn các bác. Vì gia đình người ta đi chăn chủ yếu thả ngoài đồng không chăn cám cho nên là về bác nào mà chăn hẳn hoi vào lên rất là đẹp luôn nhé. Cặp bò này có giá là bằng 40 triệu. Đấy, rất là hợp lý luôn. Đấy. Bác nào mà yêu thích hàng nào thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Bắt hai cặp bò này em thấy nó rất là hợp lý luôn. Giá tiền phải chăng, khung tảng to, về dễ chăm sóc, dễ nuôi này. Đấy. Rất là nhanh thu hồi vốn luôn nhé. Đấy, tiền nào của đấy các bác ạ. Cặp bò quá hợp lý luôn, 40 triệu cặp bò này. Này. Khung tảng rất lớn luôn nhé. Thì nửa sau các bác bắn tinh 3B hẳn hoi vào thì nó rất là đẹp luôn. Nửa đầu gia đình nuôi cứ hốt nó khó đẻ nên là đi thụ tinh dòng tinh nội cho nên là con nó không được đẹp cho lắm. Đấy. Còn các bác cứ nuôi tầm độ 5-6 tháng các bác bán thui nếu độ 16-17 triệu. 5-16 triệu em cứ tính vậy thôi. Thì còn con mẹ nó không đáng gì tiền. Đấy, cặp bò này là rất là hợp lý luôn nhá. Đấy, bác nào mà thích hàng khung về vỗ thì liên hệ trực tiếp cho em này. Đấy. Giá rất là ok luôn. Đấy. Hai cặp bò này em thấy là nếu mà bác nào mà có điều kiện chăn thả hoặc là vỗ thêm một ít cám vào thì rất là nhanh thu hồi vốn luôn. Đấy. Hai cặp bò chưa đầy 80 triệu luôn. Cặp bò 40 triệu với cặp bò 37 triệu 500. À 37 triệu bớt cho các bác 500 là 36 triệu rưỡi. Đấy, giá rất là hợp lý luôn nhé. Hai con. Các bác nuôi này mai thì hai con B này các bác bán cũng gọi gần được nửa tiền. Quá hợp lý luôn nhé. Khung tảng rất là to luôn. Đấy, bác nào mà yêu thích hàng khung đấu, hàng vừa tiền thì liên hệ trực tiếp cho em này. Bắt hai cặp bò này nhé. Ưu tiên cho bác nào bắt hai cặp thì giá nó sẽ giảm hơn một chút là vì nó vào cái tiền cước vận chuyển nhé. Đấy, bác nào mà điều kiện chăn thả mà muốn mua hàng vừa tiền thì bắt hai cặp bò này em thấy rất là ok luôn. Nhanh thu hồi vốn. Đây, cặp bò toàn cặp bò khung tảng rất là lớn luôn. Những cặp bò cái giá như thế này em nói thật các bác một câu là về các bác nuôi 100% là có lời luôn nhé. Em khẳng định luôn các bác ấy. Đấy, nhưng mà vì về các bác ví dụ như là phải tẩy sán để xếp hẳn hoi vào xong rồi mình vỗ nếu một vài bao cám vào cho nó lên hẳn đi thì những lúc nhìn nó béo lên nhìn rất là đẹp luôn. Cái cặp bò này các bác bảo có 40 triệu nó thật sự nuôi quá ok luôn nhưng không phải là đây còn bia con này. Đấy. Quá đẹp. Đấy nhá, bác nào mà thích hàng vừa tiền thì nhanh tay liên hệ trực tiếp cho em này. Đấy, em báo lại một lần nữa cho các bác nắm được nhá. Cặp bò 3B này là 40 triệu này. Cặp bò sim này là bằng 37 triệu bớt 500 này. Đây. Đấy. Hai con B của nó này.
Đấy, các bác xem hết video để nắm được và em đã tả rất là chi tiết rồi để các bác nắm được nhé. Bác nào mà yêu thích hàng vừa tiền thì liên hệ trực tiếp cho em này. Chào các bác.